Hello này, nó hết ba con mẹ cao vừa rồi lắm mà vinh mà để dạng như bạn đang ấy tha mình đi chỉ chờ để quạt hột mặt phơi ca like trên một đường YouTube chân video mới đi kỳ như ông phơi sầm rập này là nghĩa là chia cái đầu bị xé để nhâm đông bằng hai bị ca live stream trên một đường YouTube thằng thằng mà đón để ai nhận tha video nó ghi về anh ấy nhâm đông detail thằng bé bon trên một đường ca live stream từ YouTube thật ta mình quay mình nhận được đấy hồi dương thời phơi ca set up vì nhận được đấy làm bây việc xong sớm tới tam stand đa là vào YouTube chờ các bạn khác với you let's get into the video nhưng mà đó sẽ muốn ảnh khăn công tơ bao dưỡng đại nó kia chỉ dưỡng hai ta YouTube studio xe mẹ phương ca live stream chẳng như mình dạy ông bí requirement này ca live stream sân requirement tệ tôn cho mùa nâng ca live stream chỉ thoa mặt đá nè đóng lấy ai phương ca live stream bán nâng nông cạn ấy chắp ý hà sắp subscriber để dương ách vừa ca live stream trên bì tủ sạp bàn ở thì dương miên hà sắp subscriber tới khi nào ách vừa ca live stream bàn ấy hay như nào thời tế admin restriction đi nơi khả năng ngầm lỗng bì cài sụp ngáy chân nào ách vừa ca live stream tạm dạ tủ sạp bàn này chân ca live lửa tủ sạp cứ ập vào bà thế dương bà YouTube mới dương cho đôi dưỡng upload video chứ hay giờ mua video like cho người bạn này tại sao cho một lần ca live stream bị YouTube nó can công tớ cho nên nó thở tại verify cho mỗi lần lấy tù sắp hay admin restrict tế nó có lòng bê ca dùng ngay trong khỏi cho nên ai chơi ca live stream trên bị công tớ bán này tạm bất bởi nên online trên bị công tớ đây chưa trăm bạch thời ca thì phải mình subscriber bằng tay bạn lập bởi like trên bị tù sắp có thể hạ sub subscriber bằng ai chơi ca live stream trên bàn vì khó khăn nha chẳng bởi dương like xanh bị công tớ do mình kết ấy thì nhưng anh like ban bởi xanh như thế này dương tối tạch dạ anh cứ viên mình sẽ ca đi phai mình ấy cho ra nà nà tì sau dương mà mơ bí kẻ tôn cho mình bị rep nên khi nông ca live stream chẳng tại tôn cho mình bị rep nhưng kết thật chỉ tu tới khi này nó có chỉ chọn bàn like ở đọc bát hoặc sắp frame này chẳng bị rep tôi bấm post của dương thời set về bán 4 mê đấy đại vì mà nó 4 pon bit ấy chẳng đấy ở bên trong bờ sân thì dương thở bit red là hốt đo đọc mấy cứ dương làm từ tua bắn cái hàng tham ma gì mồm bit red ai bực kia lại comment ở dương thở bit red cứ pin đọc mì trong internet nó nói rằng họ nó cứ phở pay mì đấy cứ xăm shop ad for car live stream là YouTube nó lừ tùm hôm đọc bát hoặc sập frame ban giang là luôn này mà đâu dương thở mà mượn pipon cái bit đấy chẳng đấy nhưng lại comment lại comment là mỗi nhận mẹ YouTube kia lại comment nhá ta bây giờ in là dương tôi mà hay in là dương mẹ phải đọc mấy cho nhưng phải đọc mấy tới bàn ấy ra dương mình đọc thấy mấy dương phải pin đọc mấy tới bị đọc bàn hà thì chẳng đi cái chi standard thu tới nên nó ca like game like nhưng lời YouTube cứ đọc bài học sập frame nó cứ nhưng lại comment chẳng như mà mơ bị ca live stream chỉ thom đá nên nó ca live stream dương chơi lại upload video mình bị lại like nó cứ bị tránh tăng luôn nhỉ tăng thịt vô nè cho nên mình vô lên đã toàn cho mỗi nắng là thanh gì nhỉ đại dương thời ca cầm mặt muốn đường dương bạc lại trong bài dương sửa cho mỗi no more là thanh gì viết là thuê quality vì đâu bao dương khoản bá tần ta vì những delay a bit delay tí vì mình khang tí tại quality vì đâu bao dương bây giờ bấm nóng bây giờ cũng lại nó cứ vì cho bà và xanh dương phở lâu là thanh gì vì ai tham bên nước non tụt rộng mới bẹt đạt vì mình cho bạc biết hơi cầu vì mình phiền biết còn tại vì hiện real time tài can ví dụ ở bao dương ở non ca sau tận địa như tôi với nhau đâu đang mưa gặp mình mưa chân tay ở C hai chân tới khi chập từ tour ba này chứ à nó vì nó sẽ delay tại bây giờ nó cho ai ở delay mong nhưng ai phải cho mình nó ultra là thân gì nó ở delay tí còn tại vì ở support cho mình nó ca like thu khai được một phó khai đây tại sao mẹ ca live stream như nhóm ra comment này phở ôi cho lâu là trên gì phần tay nó không lòng phê lái vì nó sẽ cho bạn đi bởi nên nó cho mang quality phở no mô từ phần tay bị dưỡng chân lẹ là dưỡng live for fun làm bây giờ check near chatting cho mùi nàng fan bao dưỡng cho mùi nàng audience bao dưỡng nhóm ra comment này phở cho mùi nàng ôi cho lâu là trên gì hay vì ớt delay mà vậy đó say hi tomorrow khi toàn phim phim vô mộng à nó cứ bè sao mẹ ra comment còn ha vì ớt lái nhưng không tụm rộng thu khay rồi mới có 4K bàn đi để khi phép dưỡng nè dạ yeah. Còn nói gì tôi tới
គឺយើង live ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើង live game ដែលក៏មាន graphic ច្បាស់យើងប្រើហ្នឹងវាយើងពិបាកតិចដូចណាធ្លាប់ឃើញខ្ញុំ live Wukong អញ្ចឹងវាចេញ graphic អត់សូវច្បាស់អត់សូវអីហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំប្រើអូច្បាស់ low latency ដើម្បីឆ្លងឆ្លើយតាន់ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំណែកកែនៅខាងលើ stream key នេះគឺជាទូទៅអ្នកដែលគាត់បាន live stream ជាមួយ OBS គាត់បានស្វែងយល់អស់ហើយគឺយើងប្រើ key ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុងការ live streamដែលយើង copy វាមកហើយយើងទៅដាក់ OBS ទៅគឺយើងអាចធ្វើការបើក live បានហើយខ្ញុំអត់បង្ហាញទេបើមិនគេមក live channel ខ្ញុំបាត់លើហើយហើយសម្រាប់នៅខាងស្ដាំនេះគឺយើងបិទវាចោលទាំងអស់កន្លែងនេះយើងបើកវាបានន័យថា unlist live replay one stream in បើយើងបើកវារាល់ live stream ដែលយើង live ចប់គឺវានឹង unlist video ហ្នឹងតែម្ដងដែលយើងអត់ចាំបាច់ទៅចុច unlist វាទេតែបើយើងបិទវាពេលដែលយើង live video ចប់ video ហ្នឹងនឹង public ទេអានឹងគឺវាមានបែបហ្នឹងហើយចំពោះការ edit ទៅលើ caption កន្លែង detail នេះគឺអ្នកអាចធ្វើការដាក់ title ចំណងជើងអានេះគឺជា description ដែលយើងអាចធ្វើការសរសេរបានយើងអស់មកក្រោមទៀតអានេះគឺយើងដាក់វា public ចឹងទៅបើយើង live game យើងដាក់ gaming ហើយយើងសរសេរត្រូវមួយ category របស់វាការប្រើប្រាស់ category ឲ្យចំជាមួយ line អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាធ្វើឲ្យ line អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែទទួលបានអ្នកមើលច្រើនពេលដែល YouTube គេ recommend ទៅវាចំជាមួយ category ការ like ខុសជាមួយ category គឺអាចនឹងមានផលវិបាកសម្រាប់ channel អ្នកនរអស់នេះវាត្រូវតាម standard វាអាចនឹងពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងយើងមើលទៅបើយើង like ពីឡានយើងដាក់ auto and recall បើយើង like ពីការអប់រំយើងប្រើ education comply យើងប្រើ comedy film ហើយចំ film entertain ចំ entertain អញ្ចឹងមក technology ចំ technology អញ្ចឹងទៅគឺវាចំ category គឺគេ recommend ទៅចំ category ហើយការ like stream ខ្ញុំ recommend ឲ្យ complete ប្រើ thumbnail the best set thumbnail ត្រូវតាម standard 1000គឺ720 yeah យើងអាច learn more about time គេប្រាប់យើងណានេះពីការប្រប្រាស់ជាមួយនឹង thumbnail អាហ្នឹងក៏យើងអាចទៅរៀនបន្ថែមតាមរយៈ learn more ពីគេបានដែរ yeah គឺដូចជា720 update លក្ខណៈ landscape ហើយយើងអាច set វាជា playlist បានហើយ audience គឺយើងដាក់ no for kid ទៅបើសិនជាcategory របស់យើងមិនមែន live សម្រាប់ក្មេងមើលទេគឺយើងប្រើ no for kid ឬមកយើងអាចប្រើ age restriction ក៏បានដែរដើម្បីបិទជាមួយអាយុហើយការ line គឺជាលក្ខណៈប្រម៉ូតកន្លែងនេះគឺត្រូវចាំណាបើសិនជាយើងទទួលបាន sponsorship នៅក្នុង line ហ្នឹងឬមកក៏ការ line របស់យើងជាលក្ខណៈ promote យើងត្រូវតែគិតដាច់ខាតពីព្រោះអីបើការណាអ្នកនរអស់នេះ live stream មិនជាលក្ខណៈ promote ជាលក្ខណៈ promote អ្នកទទួលបាន sponsorshipអ្នកអត់គ្រាហ្នឹងអាចនឹងមានបញ្ហាពេល YouTube វាចាប់បានគេថាអូយើងធ្វើ live ជាលក្ខណៈប្រម៉ូតទៅជា entertainment ទៅជាអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏គេ restrict យើងដែរអញ្ចឹងប្រម៉ូតគឺយើងគ្រីសបើឲ្យយើងអត់ប្រម៉ូតទេបើយើង live for fun លួនយើងគឺមិនបាច់គ្រីសទេអានេះគឺមាន alert content គេសួរយើងថា content របស់យើងហ្នឹងគឺ follow នៅក្នុង description ទាំងអស់នេះអត់គឺជាមនុស្សនិយាយប៉ិតអត់មាន food tech ទីកន្លែងប៉ិតអត់ដែលគេចង់និយាយថាតើយើងធ្វើ content ហ្នឹងជា AI ឬមួយក៏មិនមែនទេយើងប្រាប់គេច្បាស់ Yeah បើថា content យើងគឺជាមនុស្សប៉ិតយើង yes មកបើជា AI យើងដាក់ no ឲ្យវាត្រូវតាម standard ដែលគេសួរមកយើងទាំង3ប្រយោគហ្នឹងទេខាងក្រោមមកទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង tech យើងប្រើ tech របៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចគឺយើងអាចសរសេរនៅនឹងបានហើយនេះគឺ language យើងប្រើគឺខ្ញុំប្រើខ្មែរយកមកនេះគឺ license យើងប្រើតាមនឹង standard នេះ comment យើងបើកមកយើងចង់បិទក៏បានដែរតែតែយើងកន្លែង customization យើងអាចដាក់បើក live reaction ក៏បានយើងអាចចាំបាច់បើកក៏បានយើងអាចប្រើ slow mode ក៏បានដើម្បីឲ្យ audience របស់យើងកុំឲ្យគាត់ឆាតញ៉ៃញ៉ៃច្រើនអញ្ចឹងបើយើងអាចប្រើ slow mode ទៅ60 second គាត់អាចឆាតបានម្ដងអញ្ចឹងទៅតែវាទៅទៅបើយើងអត់មានអ្នកមើលទេយើងមិនបានចាប់ទេហើយអ្នកមានអ្នកមើលច្រើនក៏គេមិនបាច់ប្រើដែរណាទោះទៅគេដែរប្រើទេចឹងខ្ញុំមើលជាមួយនឹង monetization ប៉ុន្តែតោះ channel នេះអស់បាន 1000 subscriber ដូចជា 4000 មកអាហ្នឹងតោះ requirement តាក់ទងជាមួយ monetization អញ្ចឹង monetization នេះអត់ចាំបាច់ស្វែងយល់ក៏បានដែរដល់អ្នកដែលគាត់ពីព្រោះអ្នកដែលគាត់បាន monetization ហ្នឹងគាត់បានស្វែងយល់វាច្រើនទៀតហើយអញ្ចឹងការ live stream ជាមួយ YouTube វាអត់មានអីស្មុគស្មាញទេមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងអាច set up វាត្រូវតាម standard មកគឺបានហើយហើយដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរអស់នេះអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងrequirement bitrate អញ្ចឹងនិយាយទៅគឺ
គេ like គឺទំហំប៉ុននេះ12មេហ្នឹងលើមកយើងចង់ច្បាស់ហ្នឹងបើអ៊ីនធឺណិតយើងដល់100មេ100យើងអាចដាក់ដល់20មេថាមេសេចិត្តយើងក្បោលអស់ទៀតវាយើង like ដល់ 4K យើងប្រើប៉ុននេះមកចាំ bitrate នេះអាចយក link នេះទៅមើលបានខ្ញុំដាក់ឲ្យនៅខាងក្រោម description video ហ្នឹងបានដូចគ្នាបាទវាដូចជាអត់មានអីច្រើនទេការ live stream លើ YouTube មានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងចង់វីដេអូនេះខាងក្រោមផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើពីរបៀបនៅក្នុងការបើក live ជាមួយនឹង OS និងកម្មវិធីផ្សេងៗជាមួយនឹងអាគីទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជា stream key ក៏បានយើងអាច log in account យើងចូល OS ដើម្បីប្រើបានតែដើម្បី save ខ្ញុំអត់រកមិនឲ្យ log in account ចូលទេគឺខ្ញុំឲ្យប្រើ stream key វាបែរ save ជាងវាសុវត្ថិភាពជាងពីព្រោះយើងមិនអាចទុកចិត្តជួយបីជាកម្មឲ្យតែកម្មវិធី third partyមិនថាកម្មវិធីល្បីដល់ប៉ុណ្ណាបើសិនជាកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងមានបញ្ហាគឺយើងទៅដូចគ្នាដូចមករយៈមុនហ្នឹងគឺគេយក channel របស់ខ្ញុំទៅបានគឺដោយសារតែកម្មវិធី third party ដែលខ្ញុំមានកំហុសខុសឆ្គងហើយខ្ញុំឈប់ព្រោះអញ្ចឹងវាក៏ជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំអាចចែកជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់នេះបានផងដែរអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើណាមានសំណួរចង់សួរខ្ញុំបន្ថែមទៀតអ្នកអាចធ្វើការ comment នៅក្រោមវីដេអូហ្នឹងបានយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ